Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thì ở trong cái video trước, Vinh Gà chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách để quý vị và các bạn dâm cái cành mẫu đơn mà lên sống nhiều như rau muống. Thì có rất nhiều các bạn hỏi Vinh Gà là có dâm được cành già hay cành bánh tẻ hay không. Thì Vinh Gà muốn là chia sẻ thêm đến cho quý vị và các bạn một cái video cái cách nhân giống cái cây, cái kỹ thuật nhân giống cái cây hoa mẫu đơn, một cái cách đại trà và nó với số lượng nhiều cho các bạn yêu và đam mê, yêu và đam mê và đang tập chơi cái cây hoa mẫu đơn. Thì thưa quý vị các bạn, là Vinh Gà thì khác với người khác ở cái chỗ là gì ạ, cũng như là chia sẻ chơi cây hoa hồng, đã chia sẻ thì không giấu mà đã giấu thì không chia sẻ. Thì hôm nay Vinh Gà chia sẻ đến cho các bạn cái cách để các bạn có thể nhân giống cái cây hoa mẫu đơn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, cũng là dễ dàng nhất để các bạn có thể mà nếu các bạn mà không có điều kiện để mua giống thì các bạn có thể là xin cành, xin nhánh, hoặc là bây giờ đang là trong cái mùa mà người ta cắt tỉa để nở hoa mẫu đơn vào Tết, thì cái cành mà người ta cắt ra nó rất là nhiều thì các bạn có thể tận dụng nó, xin nó để làm giống và sẽ kiếm cho mình được những cây mẫu đơn chỉ trong vòng khoảng cỡ 6-7 tháng trời sau là các bạn sẽ có được một cái cây mẫu đơn nhỏ để các bạn bắt đầu được cái niềm đam mê chơi cây mẫu đơn của mình. Khác với những người mà người ta có thể đầu tư, người ta chơi với cái số lượng lớn, hoặc là những cái cây mẫu đơn đến tiền triệu hoặc vài triệu hoặc vài chục triệu, thì các bạn có thể bắt đầu bằng những cái điều mà các bạn không hề có vẫn trở thành hiện thực. Thì trên đây bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn xem là cái cách làm của Vinh Gà nó như thế nào. Và ở phần cuối video thì Vinh Gà sẽ hướng dẫn cho các bạn là dâm cái cành nó như thế nào, một cách nó hiệu quả nhất. Quý vị và các bạn mà xem video cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì mong quý vị và các bạn cho Vinh Gà xin một nút like, một nút chia sẻ video. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà, và cũng đừng quên nhấn chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Đây là những cái cành mà Vinh Gà đã cắt dâm. Thì thưa các bạn là Vinh Gà đây là nhân giống như chỗ này thì cũng là vài trăm cây, khoảng 500 cây, 500 cái cây nhỏ này thôi các bạn nhé. Và hiện tại bây giờ là nó đang bắt đầu bám rễ rồi, đây các bạn nhìn này. Đó. Và không phải Vinh Gà chỉ có dâm cái cành ngọn như là hôm trước mà các bạn nói đâu. Đây các bạn nhìn là Vinh Gà dâm cả những cành như thế này các bạn nhé. Và có thể là những cái cành lớn hơn nữa. Thì ở đây là cái vườn của Vinh Gà. Vinh Gà mới bắt đầu đang ươm những cái cành cây giống của Vinh Gà để vừa là chơi và vừa là để có thể giao lưu với các bạn yêu và đam mê cây hồng, cây mẫu đơn. Và các bạn mà đã từng chơi cây hồng, nếu bạn nào mà đam mê thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và sau này Vinh Gà sẽ chia sẻ đến các bạn cái kỹ thuật để chăm sóc từ cái cây nhỏ này cho đến lúc mà nó lớn, nó trưởng thành. Tất nhiên khi chúng ta làm thì nó cũng sẽ có những cái cành nó không thành công. Tuy nhiên cái số lượng nó rất là ít, giống như ở cả một cái bãi này của Vinh Gà thì nó chỉ mất khoảng cỡ 20 cành. Đấy, tức là cái tỷ lệ nó rất là thấp, tức là nó chỉ 4%, nếu tính ra là nó 4% là nó bị hỏng các bạn nhé, còn đâu là nó thành công hết. Thì Vinh Gà cắm thì ở đây Vinh Gà cắm, mà Vinh Gà làm đất đã cắm ở đây như thế này. Thì cũng như ở cái video trước thì Vinh Gà đã dâm vào trong cái bầu và bấm cái ngọn, nó cái ngọn cành nó chỉ bấy nhiêu để dâm cho các bạn xem, và nó kết quả của nó đã thành công ra rễ rất là nhiều, và nó có thể áp dụng với tất cả các cái giống mẫu đơn, không phải riêng gì như là một cái loại mẫu đơn vàng hay đỏ, đỏ cờ hay là đơn Mỹ các bạn nhé, mà tất cả các dòng mẫu đơn các bạn có đều có thể làm được. Thì các bạn xem, bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn xem là một cái luống mà Vinh Gà dâm trước, nó cách đây khoảng một tháng rồi, nó đã có đang có bắt đầu có rễ rồi để cho các bạn xem. Ở đây là một cái góc vườn của Vinh Gà, ở đây cả một cái vườn đào các bạn nhé, ở phía trước của bạn là vườn đào, vườn hoa đào để bán Tết đấy các bạn nhé. Đây đây, các bạn thấy một vườn đào đấy không ạ? Đây này các bạn này, Vinh Gà dâm cả những cành rất là cao. Thế thì có những cái cành mà nó cũng hỏng chứ nó không phải là hoàn toàn được 100% các bạn nhé. Đây, đó là cái chỗ này thì Vinh Gà cắm cái cành nó thưa hơn. Thế nhưng mà những cái cành cắm ngọn như thế này thì nó được hoàn toàn cái ngọn các bạn nhé. Nó không hề hỏng mất cái ngọn. Thế bây giờ xong thì Vinh Gà sẽ nhổ thử một hai cành cho các bạn xem. Như ở đây là Vinh Gà sẽ cho các bạn xem một cái cành. Đây các bạn nhé, cho các bạn xem cái cành này.
Vinh Gà sẽ cho các bạn xem là nó thành công hay không thành công. Thực ra cái đất này thì Vinh Gà cắm xuống đây xong mình để im không đụng chạm đến nó, không có một cái gì đào bới nó thì là nó sẽ sống thôi các bạn nhé. Đấy, Vinh Gà sẽ moi một cái cành lên cho các bạn xem. Sợ nó dễ nó còn non quá mình kéo lên nó đứt các bạn. Đây nó chưa, đây nó đứt mất dễ các bạn. Đây không có nước để rửa. Cho các bạn xem là nó đã như thế này này các bạn này. Không hề, đấy nó như thế này các bạn nhé, nhưng nó đứt mất dễ rồi. Để cho các bạn xem là, tại vì là thực ra để mà nói là khi chúng ta dâm cái cảnh như thế này thì nó không hề chết, nó không hề chết mất cây. Mình gà phải moi hẳn nó lên thì may ra nó mới ấy được các bạn. Đất lâu nó cũng rắn xuống đất. Đó, cho các bạn moi cho các bạn xem nó có ra rễ không và nó sống. Mình gà dâm thì nó thành công rất là nhiều rồi nên mới chia sẻ đến các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy cái cành dâm của mình gà cắm xuống. Cho các bạn xem cái rễ của nó. Vì là cái rễ của nó còn rất non, nếu trong vòng một tháng cái rễ còn rất non các bạn nhé. Cho các bạn nhìn cái rễ của nó còn rất là bé. Đó, các bạn nhìn thấy rễ không ạ? Đó, các bạn thấy rễ không ạ? Rễ của nó đó, nó rất là bé như thế này. Chính vì vậy cho nên là các bạn dâm thì các bạn chỉ cần làm đúng cái phương pháp mà Vinh Gà hướng dẫn thì nó sẽ thành công các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không ạ? Bây giờ Vinh Gà lại đặt nó vào đây và lấp đất thì nó sống. Cái này nó rất là dễ, nó không có khó đâu. Đó, những cái cành này nó rất là dễ sống, không khó sống. Đó, để cho các bạn thấy là cái tỷ lệ mà Vinh Gà dâm này, đây như cả một cái dãy này nhá, thì chết mất một nhánh này các bạn này. Đó, một nhánh này chết này. Đó, còn đâu là nó sống hết này các bạn. Tất cả, đó, các bạn thấy không ạ? Là cái này Vinh Gà đã dâm được khoảng một tháng thì nó ra rễ như vậy. Thì cái tỷ lệ mà các bạn cắm mà để nó thành công thì trong vòng một tháng sau, chỉ 20 ngày sau là các bạn biết rồi, nếu nó không bị khô, không bị héo cành đi là nó thành công. Thế còn những cái cành mà nó tươi là cái cành đó các bạn đã thành công, các bạn không cần để ý đến nó nữa khi nó lên. Thì mai kia khi nào cái những cái lô hàng, lô cành này mà nó lên thành công rồi, Vinh Gà sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái cách để làm sao để nuôi nó thành một cái cây. Nếu các bạn muốn chơi bụi thì chơi như thế nào, và muốn chơi thân chi một thân hay là thoát thân thì là các bạn sẽ phải làm nó như thế nào. Đó các bạn nhá. Thậm chí là có những cái cành này này, các bạn để ý này, đến kể cả cái lá non của nó như thế này cũng không hề việc gì các bạn nhá. Vẫn còn nguyên cái lá non nó đây. Đó, đó là cái phương pháp mà Vinh Gà dâm cành như vậy. Thì bây giờ Vinh Gà sẽ lại đằng kia để nói thêm. Vinh Gà dâm rất là nhiều các bạn nhé. Chính vì dâm nhiều như vậy thì mới có cái lượng hàng để bán cái cây giống cho các bạn. Ở đây, ở đằng kia Vinh Gà có một cái luống. Ở phía xa đằng kia Vinh Gà có một cái luống mà khoảng hơn 1000 cây nữa. Vinh Gà nó ở xa đằng đó, Vinh Gà không đi lại nữa. Thì bây giờ Vinh Gà sẽ nói cho, phân tích cho các bạn này. Ở đây Vinh Gà chỗ này Vinh Gà cắt cái cành nó như thế này các bạn nhé. Thì các bạn cứ tính cho Vinh Gà là cái lượng các bạn cắt, nếu mà cái cành của các bạn dài, các bạn lấy về các bạn cắt hết lá nó đi. Đây Vinh Gà sẽ nhổ một cái cành lên, nhổ một cái cành này lên để cho các bạn xem. Đây Vinh Gà mới cắm. Đó, cắm được khoảng cỡ 10-15 ngày các bạn nhé. Thì nó vẫn tươi nguyên như thế này. Đó, thì nó những cành như thế này thì chưa có rễ đâu các bạn nhé. Cái lô này của Vinh Gà chưa có rễ, có cái lô bên kia một tháng thì nó có rễ thôi. Thì thưa các bạn là cắt hết lá nó như thế này cho Vinh Gà. Đó, các bạn cắt hết lá như thế này. Đó, kể cả những cái cành già như thế này. Đó, cành già như thế này các bạn cũng cắt hết lá như vậy cho Vinh Gà. Đó, như thế này. Đây, như cái cành to này, các bạn cũng cắt lá như vậy, các bạn thấy nó vẫn còn tươi đấy không ạ? Nó không hề chết đâu các bạn nhé. Đó, tất cả đều vẫn còn sống, lá vẫn còn tươi này. Đó, thì khi các bạn cắt như vậy thì các bạn tính cho Vinh Gà là từ 15 đến 20 phân. Đấy, các bạn cắt cho Vinh Gà từ 15 đến 20 phân. Từ 15 đến 20 phân thì khi các bạn cắm dâm thì cái đất trồng, đó các bạn nhớ cho Vinh Gà là cái đất trồng của các bạn ở dưới này nhé, là các bạn phải làm cho kỹ đất. Đó, nó phải nhuyễn đất, nó không được để cho có đá nhiều. Nếu có đá khi các bạn cắm cái cành xuống, đó, khi các bạn cắm cái cành xuống thì nó bị chầy xước cái cành và nó làm hỏng cái cành của bạn. Chính vì vậy cho nên là khi các bạn làm đất là các bạn phải làm nó kỹ, và trước khi cắm cành thì các bạn tưới thật đẫm nước để cho nó ra cái dạng đất ướt. Đấy, như Vinh Gà ở đây là, đây các bạn nhìn này, đất của Vinh Gà cắm là nó phải ướt ra như thế này. Đó, nó ướt như thế này. Thì khi các bạn cắm nó ướt đất như vậy thì cái cành nó khi chúng ta cắm xuống là nó không phải bị sát
cái lớp vỏ ở ngoài và không bị xước cái lớp mà cái vết cắt mà chúng ta cắt cái cành. Chính vì vậy cho nên là các bạn làm vậy thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ rất là cao. Và các bạn cắm xong thì các bạn chỉ cần giữ cái đất này nó luôn luôn ẩm. Đó, các bạn giữ đất luôn luôn ẩm chứ đừng có ướt quá nó cũng không ra rễ được các bạn nhé. Và khi nào cái cây này của các bạn sống rồi thì các bạn mới quãi phân và tưới bón phân cho cây. Thế thì trên đây là Vinh Gà chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách mà các bạn có thể dâm cái cành mẫu đơn, cái số lượng nó nhiều đấy, để cho các bạn xin được cành vậy là các bạn có thể cắm. Và nếu các bạn có đất thì các bạn sẽ có được cả một cái vườn hoa mẫu đơn rất là đẹp. Thế thì thưa các bạn là cái cách dâm cành hoa mẫu đơn này thì Vinh Gà sẽ hướng dẫn như thế này các bạn nhé. Thứ nhất là cái khâu cắt cành, các bạn cắt cho Vinh Gà là cao khoảng dài từ 15 cho đến 20 phân đó. Và các bạn cắm sâu xuống cho Vinh Gà từ 3 đến 5 phân, cắm sâu xuống dưới mặt đất từ 3 đến 5 phân. Đó là cái cách đầu tiên. Cái đầu tiên khi các bạn muốn dâm cành và các bạn cắt tất cả 2/3 lá ở trên cái cành cây của các bạn đi, 2/3 của từng cái lá các bạn nhé. Rồi các bạn để thế các bạn cắm cho Vinh Gà, để cả lá thế các bạn cắm cho Vinh Gà. Lý do tại sao thì sau này Vinh Gà sẽ giải thích cho các bạn. Thế còn các bạn cắm như vậy rồi thì đó là cái cách để các bạn cắt cành cắm. Khi các bạn cắt cành cắm xong, nếu các bạn có thuốc kích rễ thì các bạn pha loãng thuốc kích rễ ra. Cắt xong rồi các bạn có thuốc kích rễ, các bạn đem các bạn nhúng cho Vinh Gà khoảng 15 phút thì các bạn lấy ra các bạn cắm. Còn nếu bạn nào không có thuốc kích rễ thì bạn không cần phải sử dụng thuốc kích rễ, bạn cứ ngâm vào nước khoảng cỡ 15 phút thì các bạn lấy ra các bạn đem đi cắm. Đó là cái khâu về cành. Đó, thưa các bạn là như vậy. Về khâu về làm đất là cái gì? Cái đất của các bạn là phải là chỗ đất thịt các bạn nhé. Đất thịt, bất kể là đất đỏ, đất đá muối thối hay là đất ruộng thì các bạn phải chọn cho Vinh Gà một chỗ đất thịt. Đất thịt là gì? Nó không có đá, để cho các bạn có thể khi các bạn cắm cành nó không bị xước. Và các bạn cuốc đất lên, các bạn làm nhỏ đất, các bạn tưới nước, làm nhỏ mịn đất, các bạn tưới nước đẫm cho Vinh Gà một lần để cho nó ướt trước khi các bạn cắm cành. Trước khi bạn cắm cành thì các bạn tưới đẫm như vậy, các bạn cắm cành thì cái tỷ lệ sống nó rất là cao, ở chỗ là khi chúng ta cắm xuống nó vừa là nó sẽ bám chặt đấy cái vết cắt của bạn để cho cái cây nó ra rễ sớm nhất. Cái thứ hai nữa là khi cái đất mà nó mềm như vậy thì các bạn cắm cành nó không bị xước cành, nó không bị xước cái cành thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Đến cái thứ ba là khi các bạn cắm cành xong thì các bạn chỉ cắm cách nhau, ví dụ như mà các bạn dâm số lượng nhiều các bạn cắm cách nhau khoảng 3 đến 5 phân mỗi cành. Đó, mỗi cành cách nhau 3-5 phân, sau này mình đánh ra hoặc mình nhổ nó ra, mình dâm vào bầu hoặc mình đem ra trồng ra ngoài vườn thì nó sẽ tiện. Và khi cắm cành xong như vậy thì các bạn giữ cái độ ẩm ở cái mặt đất nó ẩm ướt cho cái cây nó có điều kiện phát triển. Và nếu mà trời mà nắng quá thì các bạn có thể dùng lưới đen để các bạn che lại cái phía nắng. Các bạn ở trong phía Nam thì trời mà nắng quá các bạn lấy cái lưới che cho phía nắng. Còn dâm cành như thế này thì nó kéo dài suốt từ cái mùa hè, đầu mùa hè các bạn nhé, cho đến sang mùa đông này. Thì cũng có những thời gian nó ra cành chậm, ra rễ chậm, nếu mà các bạn dâm vào đầu mùa thu thì có thể là 20 ngày đến 25 ngày là nó đã có rễ. Nhưng các bạn dâm vào thời điểm này trời đã lạnh hơn rồi thì cái độ ra rễ nó sẽ chậm hơn các bạn nhé. Và cái độ phát triển của cái cây hoa mẫu đơn nó cũng sẽ chậm hơn. Trên đây là cái chia sẻ của Vinh Gà. Cho những người các bạn mới hoặc đang tập chơi cây hoa mẫu đơn, còn các bạn đã chơi có kinh nghiệm lâu rồi thì cứ cho là Vinh Gà múa rìu qua mắt thợ. Mong là quý vị và các bạn là xem video mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì cho Vinh Gà xin một nút like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Vinh Gà sẽ lại chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách chơi cây hoa mẫu đơn từ đầu tiên, từ cái các bạn chưa hề có cho đến lúc các bạn có những cây mẫu đơn đẹp. Vinh Gà xin phép được tạm dừng cái video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà Vlog. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc nha các bạn.